Trong chương trình Trước Đèn Đọc Sách hôm nay, Việt Linh xin mời quý vị thính giả cùng nghe một bài viết của tác giả Phan Đức Minh với nhan đề Bà Năm sớm chở bà Chiểu. Xuân sang mẹ tôi già thêm một tuổi, mỗi mùa xuân sang ngày tôi xa mẹ càng gần. Rồi mùa xuân ấy tóc trắng mẹ bay như gió như mây bay qua đời con, như gió như mây bay qua thời gian. Ôi mẹ của mẹ già như chuối chín cây, gió lay mẹ rụng con phải mồ côi. Gió lay mẹ rụng con phải mồ côi. Mồ côi tội lắm ai ơi, đói cơm khát nước biết người nào lo. Đói cơm khát nước biết người nào lo. Mấy hôm nay bà Năm mất cả ăn cả ngủ vì chỉ còn một ngày nữa thôi, sáng mai là bà sẽ lên máy bay sang Mỹ đoàn tụ gia đình, sống với đứa con gái lớn đang sinh sống ở Mỹ dễ chừng 20 năm rồi. Lâu lâu nó vẫn gửi thư cho bà và gửi tiền nữa, với số tiền 500-600 đô la mỗi lần nó gửi về, đem đổi ra tiền Việt Nam hơn 10 triệu lần. Bà ngồi mà ăn, cúng vô chỗ này chỗ nọ để lo cho kẻ nghèo khổ, giúp đỡ bà con chòm sớm, kẻ nhiều người ít, cũng không cách nào cho hết. Bà già rồi, sống với đứa con gái út, hàng ngày chỉ có việc ăn 2-3 bữa rồi đi đây đi đó thăm bà con bè bạn. Về nhà thì mở tivi coi băng video cải lương, phim hài phim chưởng, đủ thứ trên đời. Cuộc sống của bà nghĩ thật sung sướng. Bao nhiêu người già cả ở quanh cái chợ bà Chiểu, quận Bình Thạnh, nơi đất Sài Gòn này, ước mơ có được một phần cuộc sống của bà mà đâu dễ có. Họ phải đầu tắt mặt tối, chạy xuôi chạy ngược, buôn bán tảo tần nơi lề đường hè phố, bị công an rượt đuổi chạy có cờ, để kiếm miếng ăn cho no cái bụng thôi mà cũng không nổi. Bà Năm có đứa con gái vượt biển rồi đi Mỹ mà cuộc đời sướng như thế đó. Người ta bảo bà Năm ăn ở phúc đức lắm mới được đứa con gái như thế. Chứ biết bao nhiêu người sinh con đẻ cái, gái trai cả bầy mà có làm nên cơm cháo gì đâu. Cuộc đời của bà quả là sướng như tiên ở Sài Gòn rồi còn chi nữa. Bảo đứa con gái út viết thư cho chị nó, bà cứ bảo nó viết cái tên Sài Gòn,
vừa quen vừa gọn, vừa dễ nghe, chứ đâu lại có cái tên dài lòng thòng Thành phố Hồ Chí Minh, nghe mệt thấy mồ. Mỗi khi nhận được thư của đứa con gái từ Mỹ gửi về Sài Gòn cho bà, có lúc kèm theo vài tấm ảnh, theo thói quen từ hồi có loại thư Việt Kiều gửi về quê, bà có thói quen hay dúi vào tay người đưa thư mấy ngàn bạc cho người ta vui vẻ, chứ lương tiền của nhà nước thì làm gì mà đủ sống. Chu cha, đất Mỹ đẹp quá trời. Con Nguyệt, con gái của bà, nói nó ở thành phố San Diego, tiểu bang Cali, một thành phố đẹp lắm. Coi những tấm ảnh, bà thấy thành phố San Diego quả là đẹp thật. Nhà cửa, đồ đạc, xe cộ của con gái bà sao mà đẹp chi lạ. Hai đứa con trai của nó trong hình thấy còn đẹp hơn cả mấy đứa trẻ trong những bức tranh tạo ôm quả đào tiên. Con Nguyệt nó bảo nó làm thủ tục bảo lãnh cho bà sang Mỹ ở với nó. Nó bảo bà già rồi, sang Mỹ khỏi phải làm ăn chi nữa, rồi ít lâu sau thành dân Mỹ, lại có tiền chính phủ nuôi, chỉ ở nhà chơi với cháu thôi. Bà muốn coi cải lương hả? Bằng video phim Việt Nam, phim Tàu, phim chưởng Hồng Kông nhiều vô số kể, chẳng thiếu thứ gì. Nó mua, nó thuê về nhà cả thùng. Bà tha hồ mà coi. Bà muốn đi chùa hả? Nó lái xe Mỹ, xe Nhật êm ru bà rù, chở bà đi đây đi đó, chỉ nháy mắt là tới nơi, chứ đâu có phải đi bộ mổ cả giò, đổ mồ hôi hột, hay đi xích lô chạy loạn quạ loạn quạnh, cứ như muốn ủi vào xe lăn, xe đạp, xe Honda, ô tô con ô tô mẹ, chạy tưới hạt sen, lộn xộn xà ngầu, kinh khủng muốn chết quá. Mấy năm trước, khi ông cụ còn sống, mà ai nói tới chuyện kéo ông đi Mỹ sống với con gái là ông chửi toáng lên. Không có đi đâu cả, ở quê nhà với bà con, chòm sớm bạn bè, mồ mả tổ tiên không sướng hơn hay sao? Tiền bạc nó gửi về, ngồi mà ăn đến chết cũng không hết. Già cả rồi, sang đó làm nên cái giống chi mà làm. Thế nhưng từ ngày ông cụ mất đi, bà cụ thấy buồn buồn làm sao ấy, thiếu người bầu bạn, đôi khi cao có cằn nhằn, gấu ó với nhau về cái chuyện đi hay ở. Nhưng lúc này bà Năm mới cảm thấy cô đơn, cô đơn thực sự. Người già có cái tình yêu thương cũng như nỗi cô đơn của người già. Thế là càng ngày bà càng cảm thấy cần phải đi Mỹ để sống với đứa con gái mà bà đã từng mang nặng đẻ đau, rồi còn gian nan về những phen chạy giặc chiến tranh nữa chứ. Bà phải đi Mỹ để sống với hai đứa cháu ngoại trong hình thật dễ thương. Lắm lúc bà ngồi một mình mà nước mắt rưng rưng. Bà thương đứa con gái hiếu thảo và hai thằng cháu ngoại quá chừng chừng. Sáng nay bà gọi con Lan, đứa con gái út, dậy thật sớm để kịp ra phi trường Tân Sơn Nhất. Máy bay cất cánh lúc 7 giờ sáng, nhưng xe đón từ lúc 5 giờ. Bà Năm có hai đứa con gái, con Nguyệt là đứa lớn, vượt biển đi Mỹ đã hơn 20 năm. Con Lan là đứa kế, mà cũng là út, lúc ấy còn bé tí tí. Bây giờ con Lan lớn tướng rồi, đã vào đại học và theo mấy khóa tiếng Anh. Chị nó bảo sang Mỹ con Lan sẽ vào đại học, tha hồ mà học. Con Lan đang ở cái tuổi mới lớn, nó còn thích đi Mỹ hơn cả bà Năm nữa. Tuy rằng đi Mỹ thì nó phải xa vô số bạn bè thân thiết đã từng gắn bó với nhau trong những tháng ngày khốn khổ, gian nan, kinh hoàng nữa chứ. Nó nghĩ lại mới ngày nào đó, vậy mà chị nó đi Mỹ cũng đã hơn 20 năm, mau dễ sợ. Nó tính trong đầu, sang Mỹ chịu khó mất 4 năm,
thì cũng lấy xong cái BS hay PAG đó, như chị nó nói. Học thêm vài năm, cũng lấy được bằng Master cho nó hách, rồi đi làm. Thế là sẽ có vô số tiền. Nó sẽ đáp máy bay từ Mỹ về Sài Gòn. Lúc đó là đi thẳng cái một, khỏi có quá cảnh xứ này nước nọ, lôi thôi mắc còng. Bạn bè của nó sẽ kéo cả băng cả đoàn đi đón. Vui ơi là vui. Nó sẽ cho tiền những đứa bạn nào nghèo khó, chồng con vất vả, đầu hôm sớm mai. Nó sẽ lôi hết bạn bè cũ cùng học lớp 12 với nó ở Sài Gòn, thuê vài cái xe, đi chơi khắp mọi chỗ, kêu bằng danh lam thắng cảnh, quay video, chụp ảnh, đi ăn nhà hàng chết bỏ, cho bỏ ghét những ngày con nít chẳng dám đi đâu hay chẳng dám làm cái gì. Có tiếng còi xe pin pin ở ngoài cổng, người ta tới đón mẹ con bà Năm ra phi trường. Bà con, bạn bè lối xóm bu lại, nước mắt ngắn dài, kẻ ở người đi. Ôi, cảnh biệt ly sao mà buồn thế. Mẹ con bà Năm với mấy cái vali bựa chảng, hai cái xách tay nho nhỏ đã lên xe. Một số bà con thân thiết cũng leo lên xe để tiễn mẹ con bà Năm tới tận phi trường. Một số bà con ở lại vẫy tay từ biệt khi cái xe 12 chỗ ngồi từ từ lăn bánh. Bà Năm cố nhìn lại cái xóm cũ đã gắn bó sống chết với bà từ bao nhiêu năm nay. Những dãy nhà hai bên đường phố chạy thụt lùi lại phía sau, cùng những bóng cây, cột đèn thân thương quá đổi, và chiếc xích lô đưa khách sớm, dăm cái xe đạp, vài chiếc Honda rồ mái chạy ào ào. Tự nhiên bà Năm thấy nhớ, thấy thương Sài Gòn quá đi mất thôi. Vậy mà bà nỡ bỏ nó để đi xa, chẳng biết bao giờ mới trở lại nơi này. Bác tài xế cứ bấm còi pin pin liên tục khi tới chỗ ngã tư đông người lộn xộn, làm con Lan giật mình khi còn đang ngủ gà ngủ gật vì sáng nay nó phải dậy sớm. Xe qua cổng phi trường, vòng qua vòng lại, rồi đậu phía trước một ngôi nhà đông nghẹt những người. Hai mẹ con bà Năm đã lọt vào trong căn phòng cách ly, để lại bên ngoài số bà con, bạn bè thân thiết, với bao nhiêu nỗi niềm thương nhớ đến độ xót xa. Thoát được cái cảnh lo sợ bị rạch túi, mất giấy tờ, tiền bạc, như thiên hạ vẫn đồn đại, bà Năm thấy an tâm đỡ khổ hơn. Bà Năm đã già, lẫm cẩm, mai mà có con Lan đi theo, chứ không dám chắc chết quá. Bà có biết trời tranh, mây nước gì đâu. Hết nạp giấy tờ, kêu tên, rồi nạp tiền đủ thứ linh tinh, đến chỗ mấy ông, mấy bà công an áo vàng, cầu vai đỏ chóe. Bà hơi run khi thấy họ lục xét, bới tung đồ đạc của mấy người đi trước. Con Lan hít cù chỏ vào tai bà, rồi nói, má để con. Con nhỏ này, nó học ở đâu mà bữa nay nó lanh như quả, dám dúi tiền bạc cho đám công an bằng những cái phong bì cá nhân ở bên trong. Kẹt quá, nó dúi đại cả mớ tiền hồ vào tay bọn công an tỉnh bờ, chẳng còn coi ai ra gì cả. Công việc đi qua nhanh như gió. Cuối cùng một lão công an mặt lạnh như tiền hất hàm hỏi, bà và cô có đem theo đô la không? Dạ thưa không. Thế còn giữ tiền Việt Nam không? Con Lan lại hít cùi chỏ vào ba sườn của mẹ nó. Bà Năm lôi trong người ra các phong bì to bự đựng mớ tiền hồ còn lại, đưa cho lão công an, miệng líu ríu, dạ dạ còn lại mấy trăm ngàn, xin biếu đồng chí uống cà phê. Lão công an phì cười khi nhét cái phong bì vào ngăn kéo bàn gần đó, nhanh như người ta làm xiếc. Lão ta cười chắc,
là vì lão ta có đồng chí đồng chóe gì với bà Năm đâu. Hành khách lên xe, ra chỗ máy bay đậu. Ngồi trong máy bay rồi, con Lan buộc dây lưng an toàn cho mẹ. Sau một hồi gầm gừ lắc lư, chiếc máy bay hàng không Việt Nam từ từ cất cánh. Bà Năm nhăn mặt vì khó chịu, nôn nao trong người. Ngồi cạnh cửa kính máy bay, bà Năm thấy phố xá, đồng ruộng quanh vùng Sài Gòn lu mờ, xa dần rồi mất hẳn. Chung quanh giờ chỉ còn là những đám mây trắng xóa, mịt mờ. Nỗi buồn xa xứ ở đâu tự nhiên kéo đến, hai hàng nước mắt chạy quanh. Con Lan dương tròn đôi mắt nhìn mẹ, nhưng chắc là nó không làm sao có thể hiểu nổi. Máy bay dừng lại ở Thái Lan để chuyển sang máy bay quốc tế, nghe nói bự lắm. Con Lan lúc này bỗng trở nên lanh lẹ, dễ thương vô cùng. Nó thương mẹ nó, nó lo cho bà đủ chuyện. Trong chuyến đi kéo dài nửa vòng trái đất đầu tiên trong đời, và chắc cũng là chuyến đi cuối cùng trong đời bà. Mới ăn có một bữa trên máy bay, với một bữa ở khách sạn để chờ chuyển máy bay, mà bà Năm đã thấy nhớ món cá lóc nấu canh chua, cá nục kho khô, nhất là đĩa giá sống. Con Lan thì cứ ăn tỉnh bơ, ào ào hết sạch. Con gái 17, bé gãy sừng bò còn được, huống hồ năm nay nó đã lớn tướng, dư sức lấy chồng được rồi. Bà lẩm cẩm lo nghĩ vẩn vơ: nếu cứ cho ăn uống hoài kiểu này chắc chết quá. Mà không, con gái bà, nó bảo ở bên Mỹ đồ ăn không thiếu cái chi cả. Chợ Mỹ, chợ Tàu, chợ Việt Nam có đủ hết. Tha hồ mà làm bún bò giò heo, bún cá, phở, mì, bánh canh, bánh xèo, chả giò, bánh cuốn. Tự nhiên nghĩ đến đó, bà Năm lại thấy lên tinh thần. Người ta hướng dẫn mẹ con bà Năm lên cái máy bay to mà chi lạ, nghe nói nó chở cả mấy trăm con người và vô số đồ đạc, vali, thùng sách linh tinh, dễ sợ thật. Bà thấy hành khách đông vô số kể, ngồi trong tựa tựa như cái rạp cải lương ở gần chợ Bà Diễn, thân quen của bà. Mấy cái màn ảnh chiếu phim cả ngày cả đêm, hòa hoằng mới cho chúng nó giải lao, nghỉ xả hơi một lúc. Cứ độ 2 tiếng đồng hồ, mấy cô tiếp viên đã đẩy cái xe đi quanh, dọn ăn, dọn uống cho khách. Bà nghe nói ở Mỹ, cả chục triệu người béo phì, đi không nổi. Chắc tại họ ăn uống lu bù tối ngày sáng đêm như thế này chăng? Chứ riêng bà thì ăn đâu có nổi. Chỉ có con Lan là cứ tỉnh bơ như sáo sậu, hết coi phim lại ăn lại uống. Bà bảo con Lan: con ăn nhiều thế, mai mốt béo phì ra thì ai nó mà thèm lấy. Con Lan phì cười: má đừng có lo, con biết hết trơn rồi. Máy bay hạ cánh xuống phi trường Mỹ, con Lan bảo là phi trường quốc tế Los Angeles. Bà Năm mệt mỏi như tử cả người, đứng lên muốn hết nổi. Máy bay bay miết, bay hoài, dễ chừng cả ngày lẫn đêm chi đó. Bà Năm thấy cái lối sống ở trên máy bay, và chắc cả ở Mỹ, nó không đơn giản như ở quê nhà, nơi gần cái chợ Bà Chiểu của bà. Cái chi cũng mái với móc, lộn xà lộn xộn, không biết đâu mà rờ cả. Con gái bà, con Nguyệt, sẽ lái xe từ San Diego lên đón mẹ con bà ngay tại nơi này. Ôi, người đâu mà đồng thế, người ta ăn mặc thật là kỳ cục. Cả đời bây giờ bà mới thấy, người ta ăn mặc chẳng giống dân Sài Gòn của bà tí nào. Đàn ông con trai
thì lắm người mặc áo để phanh cả bộ ngực lồng lá tùm lum. Có người ăn mặc đồ lớn như dân Sài Gòn đi ăn cưới. Có người chỉ mặc có mỗi chiếc áo mayo ba lỗ. Có người cởi trần trùng trục đi lại tự nhiên, thoải mái. Đàn bà con gái cũng mặc quần, mặc váy như mấy cô, mấy bà hạng sang ở Sài Gòn. Nhưng cũng có nhiều người lại mặc váy, quần cục ngắn cũng cỡn, trông chẳng giống ai. Ở chỗ đông người thế này mà đàn bà con gái chi lạ, cứ như ở trần, ở trên thì vú về to nung núc, rung ra rung rinh, để ra cả đống cho người ta coi. Ở dưới thì cứ như là để ra ngoài hết trơn. Cái quần, cái váy ngắn tí teo, lại còn sẽ rạch lên một khúc nữa chứ, trông dễ sợ quá. Bà Năm không biết con gái mình, con Nguyệt, nó có ăn mặc giống như thế này hay không. Nếu nó lại bắt bà phải ăn mặc như thế nữa thì không biết rồi ra làm sao, liệu bà có sống nổi hay không đây chứ. Bà Năm chặt lưỡi, thôi kệ nó tới đâu thì tới, đã đến đất Mỹ rồi thì cũng như đã leo lên lưng cọp rồi, tụt xuống đâu còn kịp nữa. Thôi thì cũng liều nhắm mắt đưa chân thử xem cái đất Mỹ xoay vần tới đâu. Sau khi làm thủ tục giấy tờ này nọ, mẹ con bà đẩy xe hành lý ra phía ngoài. Còn đang ngơ ngác thì con gái bà, con Nguyệt, đã la lên: "Má, má, con đây nè." Con gái bà lúc này nó cao, nó to con, nó đẹp như đầm ấy. Bà nhận ra không nổi, nó chỉ người đàn ông đứng bên cạnh: "Đây là chồng con, đây là hai đứa cháu ngoại của má nè, và đây là bạn bè của con." Con Lan đứng sau lưng bà, bây giờ mới đến phiên người ta ôm lấy nó cứng ngắc, hỏi thăm rối rít tít mù, làm cho nó đỏ bừng cả mặt cả tai. Mấy cái xe Mỹ, xe Nhật bóng láng đưa mấy mẹ con bà Năm về nhà con gái. Bà thấy cái chi cũng lạ, nhà to và đẹp quá, nhưng không bày đồ đạc tùm lum tà la như nhà của bà ở gần chợ Bà Chiểu. Con rể và con gái bà chắc hẳn là giàu lắm. Hai đứa cháu ngoại thì cứ nhìn bà mà nói với nhau bằng cái thứ tiếng gì đó mà bà không hiểu. Chắc là tiếng Mỹ rồi. Vợ chồng con Nguyệt nói với bà thì bằng tiếng Việt, còn khi chúng nó nói chuyện với nhau lại bằng tiếng Mỹ, làm bà chẳng hiểu chi hết trơn. Gặp mấy ngày nghỉ cuối tuần, bà con bạn bè người Việt ở gần đó nghe tin bà Năm sang Mỹ cũng kéo tới thăm. Bà cũng thấy vui vui một chút, cơm nước bày ra đầy cả bàn, nhưng bà ăn sao mà dở ẹt, không bằng món cá bóng kho tiêu, cá lóc nấu canh chua mà bà thường làm ở Sài Gòn. Chúng nó lấy xe chở mẹ con bà đi chơi tùm lum đủ chỗ, đẹp mắt và to lớn, vĩ đại vô cùng, sạch sẽ nữa chứ, không có tạp nhạp, lộn xộn, dơ dãi như cái xóm cũ của bà. Mấy ngày đầu đoàn tụ qua đi, vợ chồng con Nguyệt đi làm, hai đứa cháu ngoại được đưa đến trường học con nít. Chỉ còn bà với con Lan ở nhà. Cái nhà rộng thênh thang, phòng dưới nhà, phòng trên lầu, đủ kiểu, chẳng bù với cái nhà của bà ở gần chợ Bà Chiểu. Chỉ có một cái phòng để ngủ, một phòng cho khách ngồi chơi, còn lại là nhà bếp với bộ bàn ghế ăn cơm và linh tinh đủ thứ. Ấy vậy mà mới ở Mỹ chưa đầy một tháng, bà Năm đã lại thấy nhớ nhung luyến tiếc nếp sống của bà, một bà già hiền lành, chất phác ở gần chợ Bà Chiểu. Đến cái ngày con Lan được chị nó dẫn đi học ở cái trường nào đó xa lắm, phải đi bằng xe hơi, chứ không có đi bộ hay đi xe đạp được đâu. Thế là chỉ còn có một mình bà ở nhà, trong ngôi nhà to lớn rộng thênh thang mà thôi. Lúc này bà thấy quả thiệt là buồn,
cái buồn miên man khó tả. Con Lan đã chỉ cho bà cách bật tivi bằng cái bấm cầm tay. Bật máy lên thì bà chỉ thấy toàn là đánh lộn, la hét sùm. Bật sang kênh khác thì lại bắn súng đùng đùng, máu me tùm lum. Bà ráng bật sang kênh khác nữa. Trời đất quỷ thần ơi, một lão đàn ông, một mụ đàn bà ôm nhau cứng ngắc, hôn hít cứ y như là cắn nhau vậy thôi. Rồi cả hai nhào lên giường vật lộn, hung hãn, trong mờ phát khiếp, chi mà kỳ lạ. Chán quá, bà tắt máy, chẳng buồn lắp phim, coi cải lương, với lại phim chưởng gì cả. Hết đi ra lại đi vô, bà đâm ra cứ muốn ngủ gà ngủ gật, mà nằm xuống thì lại không thể nào ngủ được. Bà từng nghe nói thành phố San Diego là nơi ấm áp, mà sao mùa lạnh mới sang đây bà đã thấy lạnh chi mà lạnh dữ vậy. Ở Sài Gòn bà có thấy lạnh bao giờ đâu. Buổi sáng sớm và ban đêm ở Mỹ, bà cứ phải mặc cả mớ quần áo trông to bự như hình vẽ ông già Noel. Có bữa con Lan mở tivi, bà thấy cảnh động đất, mưa lụt, bão bùng, xe cộ tông nhau, người chết, nhà cửa tan tành. Ở Mỹ, cái gì đối với bà cũng vĩ đại, to lớn, dễ sợ, kinh hoàng, dựng tóc gáy, nổi da gà. Nó không yên tĩnh, hiền lành như cái vùng đất chợ Bà Chiểu của bà. Tối đến, vợ chồng con Nguyệt mới đi làm về, cả nhà chỉ gặp nhau vào lúc ăn cơm. Ăn xong, ai về phòng người nấy, hai vợ chồng con Nguyệt lại lấy xe đi đâu đến khuya. Bà Năm muốn chơi với hai đứa cháu ngoại, khốn nổi hai đứa cháu lại chỉ biết nói tiếng Mỹ mà thôi, bà đâu có hiểu. Còn có con Lan thì nó lo học và làm bài túi bụi, rảnh một tí nó mở cái tivi ra để coi ca nhạc mà kẻ đàn người hát cứ như đánh vật với nhau, la hét sùm. Hình như nó bảo nhạc rock, nhạc riết gì đó, nghe đến chóng cả mặt, đau cả đầu. Không xem tivi thì nó lại ôm cái điện thoại nói chuyện với bạn bè, nói liên hồi không biết mệt. Nói chi mà nói nhiều thế. Bà Năm đau nặng, phải vô nằm bệnh viện, lắm lúc mê man rồi lại tỉnh. Vợ chồng con Nguyệt chỉ biết thương bà nhưng vẫn không hiểu được bà. Chỉ có con Lan về sau nó hiểu. Nó hỏi: có phải ở đây má buồn, má không chuyện trò được với ai, nhất là với hai đứa cháu ngoại? Má nhớ quê hương, bạn bè của má, má nhớ mồ mả tổ tiên, ông bà, cha mẹ, má nhớ chợ Bà Chiểu, nên má đau, má bệnh phải không? Bà Năm nắm lấy tay nó rồi gật đầu. Con Lan bỗng nhiên mím môi lại, nước mắt chảy hai hàng. Sao má không ở lại Việt Nam với chồng sớm bạn bè, với cái chợ Bà Chiểu của má? Má không chịu đi Mỹ thì con đâu có đi. Con nhất định ở với má cho đến khi nào má không còn nữa. Má đi với ba cơ mà. Rồi nó ôm mặt khóc rưng rức, xót thương cho mẹ, người đã suốt đời khổ cực vì chồng vì con, hình như chẳng có lúc nào để nghĩ đến chính mình. Bỗng bà Năm tỉnh táo, vẫy tay cho vợ chồng con Nguyệt cùng tới gần. Bà nắm lấy tay hai đứa con gái, nói trong hơi thở nghẹn ngào: má chấp nhận rời bỏ tất cả để ra đi, vì má thấy thương con Nguyệt. Nó muốn má được an nhàn, sung sướng lúc tuổi già. Nhất là má thương con Lan, má hy sinh vì mong cho nó được ăn học nên người và có được một cuộc sống tốt đẹp như chị của nó, ở một đất nước văn minh, giàu có, vĩ đại như thế này. Thank you.
mùa xuân sang mẹ tôi già thêm một tuổi. Mỗi mùa xuân sang ngày tôi xa mẹ càng gần. Rồi mùa xuân ấy tóc trắng mẹ bay như gió như mây bay qua đời con, như gió như mây bay qua thời gian. Ôi mẹ của tôi, mẹ già như chuối chín cây, gió lay mẹ rụng con phải mồ côi. Gió lay mẹ rụng con phải mồ côi. Mồ côi tội lắm ai ơi, đói cơm khát nước biết người nào lo. Đói cơm khát nước người nào lo. Má già rồi nên sống không quen, nhưng má chấp nhận. Má chỉ tiếc một điều là không được chết và nghỉ yên bên cạnh ba của các con. Nguyệt lúc này mới cảm thấy một nỗi xót xa thật to lớn. Nguyệt đã chịu một phần trách nhiệm trong cái chết của bà Năm. Vợ chồng Nguyệt đã không làm được một việc mà nhiều gia đình Việt Nam khác đã làm được. Đó là vợ chồng Nguyệt không để ý hay không làm được cái việc dạy cho hai đứa con những khi ở nhà với cha mẹ phải tập nói tiếng Việt. Nếu hai đứa con của Nguyệt nói được tiếng Việt nhiều như những đứa trẻ gốc Việt khác thì bà Năm đã có nhiều giờ phút khuây khỏa vui chơi, chuyện trò với hai đứa cháu ngoại mà bà thương hết mình. Đằng này, bà không thể nào mà gần gũi được với chúng nó khi bà và hai đứa cháu ngoại gần nhau thay vì chuyện trò như nhiều gia đình gốc Việt Nam khác, thì lại chỉ biết nhìn nhau như những người xa lạ ở đâu đâu ấy. Nguyệt úp mặt vào hai bàn tay để giấu đi những giọt nước mắt xót thương người mẹ đã từ giã tất cả để đến nơi đây sống với mình. Nguyệt thương mẹ nhưng đã không hiểu được mẹ. Bây giờ thì mọi sự đã trễ mất rồi, không cách nào làm lại được nữa, dù chỉ một lần. Nếu hai đứa con của Nguyệt nói được tiếng Việt để bà cháu hữu hỷ hiểu nhau thì tốt biết chừng nào. Bà Năm giờ không còn nói được nữa, bà đã vĩnh viễn ra đi để được sống với chồng bà bên kia thế giới, có lẽ gần gũi hơn với quê hương đất tổ. Ở đó bà có nhiều bạn bè thân thiết và có cái chợ bà Chiểu thân thương gắn bó với bà từ những ngày khốn khổ xa xưa. Tác giả Phan Đức Minh.